Vũ Công rất nhiều ạ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe những lời nhận xét đến từ giám khảo Mỹ Linh ạ. Tuần trước á, thấy em bắt phải cái nhân vật Selena Gomez này là chị hơi có chút lo cho em. Tại vì nhân vật này thì là cô không có một cái dấu ấn quá đậm để mà mình có thể như là gọi là gì đồ lên à. Một cái là đặc điểm nhận dạng á. Ở đó cô này là cô đẹp này, rồi cô hát cũng vừa phải, nhảy cũng vừa phải, mỗi thứ cô có một tí mà không có cái gì để có thể đồ hẳn lên. À, nên là tụi chị là lo lắm. Nhưng mà rất là may là em lại rất là tròn vai. Nói chung là chị thấy rằng là đây là một tiết mục không chê vào đâu được. Em làm mọi thứ rất là vừa, rất là Selena Gomez. Chúc mừng em. Cảm ơn giám khảo Mỹ Linh rất là nhiều ạ. Dạ, con xin mời cô Kim Xuân ạ. Qua tới cái vòng thứ 8 này là càng ngày mấy cháu giỏi quá. Tức là không chỉ về thần thái mà cả về trang phục. Nó giống như cái nhân vật của mình á, là gần như chính xác là 95%. Chỉ có hơi tiếc một chút, tại vì cô ấy là trình diễn live ở sân khấu, cho nên cái độ quạt nó mạnh lắm. Cô Xuân lưu ý thử, con nghe thử nha. Cái váy mà cổ mặc á,
chắc có lót keo á, thành ra nó có cái độ căng. Cổ xoay qua là nó giống như là một cái vòm của công chúa. Thì con sẽ lưu ý là khi nào mà những nhân vật nó cần những cái sự đặc biệt như vậy á, thì có lẽ con nên chọn cái chất liệu vải. Dạ. Và con chọn cả cái độ bóng của nó nữa, để khi mà con quay người đi á, thì nó sẽ đẹp và cái thần thái nó tạo nên cái nét rất là dễ thương lắm. Dạ. Đó. Nhưng mà chúc mừng Cara sao càng ngày càng hay vậy trời. Dễ thương lắm luôn á. Cảm ơn giám khảo Kim Xuân rất là nhiều. Em xin mời anh Đại Nghĩa ạ. Cô Selena này bây giờ chỉ mất 27-28 tuổi thôi, cũng không phải là một cái khoảng cách quá lớn với độ tuổi của em. Cũng như về nhan sắc thì em cũng chẳng hề kém cạnh gì cô ta cả. Cho nên anh thấy đến tuần này Cara nó gần như mới được là một phần gì đó tương đối gần giống với mình. Cho nên là anh nghĩ rằng em sẽ thoải mái hơn để hóa thân thành cô ấy. Và nếu như Selena mình thấy rằng cô ấy có một cái gương mặt hơi nũng nịu một tí thì ở Cara em cũng có được cái điều đó. Yeah. Cái gương mặt của em nó vẫn có cái nét trẻ con, nhưng mà cái phần trình diễn của cô ấy thì lại quyến rũ, yeah, mạnh mẽ vô cùng. Thì ở Cara cũng lại có cái tinh thần đó. Dĩ nhiên là nó thiếu một vài cái sự hỗ trợ về kỹ xảo sân khấu như là gió, là quạt. Thì đó là cái điều anh hơi tiếc. Yeah. Nếu như mà trong cái phần trình diễn này của em mà cái quạt gió nó mạnh hơn, hoặc để nhiều cái quạt gió hơn thay vì chỉ có một cái ở dưới, thì chắc chắn là cái luồng gió nó sẽ thổi tung cái tóc em, nó cái bay, nó sẽ tạo thành một cái hình ảnh vô cùng đẹp và quyến rũ. Thì anh tin rằng cái điều đó nó không hề khó với em, chỉ là bây giờ không có gió để thổi tung tóc của mình để mình diễn thôi. Nó tiếc là tiếc như vậy. Yeah. Chứ còn về cái năng lượng của em trong cái bài hát này có, cái tinh thần trong bài hát này em cũng có, ngoại hình cũng tương xứng với lại Selena. Vì thế anh nghĩ rằng em đã thành công với tiết mục của đêm nay. Chúc mừng. Cảm ơn ạ. Cảm ơn những lời nhận xét rất là chân thành đến từ ba vị ban giám khảo. Một lần nữa xin chúc mừng Cara Phương. Yeah. Và ngay sau đây sẽ là phần cho điểm từ phía ban giám khảo. Ngay lúc này thì cái không khí nó căng thẳng còn hơn là những đêm thi trước nữa. Căng thẳng không phải là từ phía các bạn thí sinh, cũng không hoàn toàn là từ phía ban giám khảo, mà các bạn khán giả, những người đang ngồi trước màn hình TV rất căng thẳng và chờ đợi để biết được rằng ngày hôm nay thí sinh nào phải tạm dừng cuộc chơi. Cười gì? Cô nhìn anh Nghĩa đi cô. Hả? Cứ mỗi lần tới cái đoạn này là một là ảnh sẽ là bị mất tập trung, hai là bây giờ ảnh bất động luôn rồi. Đóng băng tạc tượng luôn. Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa, đúng không anh Nghĩa? Vâng, và ngay lúc này thì chắc chắn là phía ban giám khảo, anh Đại Nghĩa, chị Mỹ Linh và cả cô Kim Xuân cũng đã có được những số điểm riêng cho mình rồi. Nên là ngay lúc này con không biết là bây giờ phải mời ai cho điểm đầu tiên đây. Lady first. Lady first. Cô Kim Xuân ơi. Hả? Dạ, ô, cô có sẵn sàng là người cho điểm đầu tiên hay không ạ? Vừa là lady first, vừa là kính lão đắc thọ. Trời, quá hợp lý rồi, quá hợp lý rồi. Thôi, để tôi ghét cái chương trình này quá, đi chơi chi tự bị người ta chê mình già, thấy chán ghê liền. Thôi để chị làm. Mình là giám khảo cố định nên bây giờ mình cho điểm trước đúng không ạ? Thôi tiền chủ hậu khách. Vâng ạ, xin mời. Cho chị đỡ hồi hộp. Giám khảo Mỹ Linh. Thì hôm nay cái top 3 của tôi thì không có gì là quá khó để mà tôi đặt bút. Nhưng mà thôi thì đằng nào cũng phải cho điểm, nên thôi tốt nhất là tôi đọc điểm luôn. Hải đang đu 7 điểm, Cara Phương 8 điểm, Linh Ly 9 điểm, 10 điểm là Thái Sơn, 11